bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của bậc cực hỷ có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, giống không chẳng phải có của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Hết quyển thứ 335